Xin chào mọi người, đây là mô hình thí nghiệm trồng rau cải bằng phân trùng quế với các liều lượng khác nhau, cũng như xem xét khả năng cải tạo đất vàng ở khu vực Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bằng phân trùng quế. Cụ thể ở đây, thí nghiệm được thực hiện ở 5 khay với một khay đối chứng nằm ở phía xa xa cuối màn hình của các bạn, và có 4 khay thực nghiệm. Nghiệm thức 1, chúng ta bổ sung 0,1 kg phân trùng quế cho một khay 0,16 m², trộn với nền đất bản địa. Khay thứ hai là 0,2 kg phân trùng quế, khay thứ ba là 0,4 kg phân trùng quế, và khay cuối cùng là 0,5 kg phân trùng quế. Và chúng ta sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa khay cuối cùng với hàm lượng phân trùng quế bổ sung cao nhất là 0,5 kg phân trùng quế trên một khay 0,16 m². Thì so sánh với lại khay đối chứng thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng. Rau của khay đối chứng thì cọt, thiếu dinh dưỡng, còn khay của rau của khay thực nghiệm bổ sung phân trùng quế thì hầu như lên rất là tốt và xanh. Mọi người có thể quan sát thấy đây là ảnh của khay rau vừa mới được tưới, cũng như các khay rau tiếp theo, và cái mức độ tăng trưởng của cây rau nó tăng dần, đều tăng dần từ cái hàm lượng bổ sung. Nhưng nhìn tổng thể thì cái hàm lượng bổ sung phân trùng quế so với mẫu đối chứng nó đều cho thấy rằng rau phát triển tốt hơn bình thường, và hàm lượng pH tăng khoảng 0,5 đơn vị sau 15 ngày cải tạo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.